U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu tử thần tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Đội tuyển U20 Việt Nam phải nằm chung bảng cùng với U20 Iran, Qatar và Australia tại vòng chung kết U20 châu Á 2023 diễn ra tại Uzbekistan vào tháng 8 năm 2023. Lễ bốc thăm chia bảng tại vòng chung kết U20 châu Á 2023 đã diễn ra vào trưa nay, ngày 26 tháng 10. Là thăm may rủi đưa đội tuyển U20 Việt Nam lọt bảng đấu tử thần khi quy tụ nhiều đối thủ mạnh đến từ những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Theo đó, U20 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với U20 Qatar, Australia và Iran. Trong số này, U20 Qatar từng giành chức vô địch vào năm 2014 và sau đó vào đến trận bán kết năm 2018. Đội tuyển U20 Iran cũng giàu lịch sử và nằm trong nhóm đội mạnh ở giải đấu cấp độ trẻ sau khi từng lên ngôi vào các năm 1973, 1974, 1975 và 1976. Trong khi đó, U20 Australia về nhì giải đấu vào năm 2010 và hai lần vào đến bán kết. Nằm ở bảng đấu nặng ký, cơ hội giành vé đi tiếp của đội tuyển U20 Việt Nam trở nên rất hẹp. Điều này ảnh hưởng đến cơ hội giành vé dự U20 World Cup 2023 tại Indonesia. Theo đó, tại vòng chung kết U23 châu Á, 4 đội mạnh nhất nhận được vé dự U20 World Cup 2023. Nếu đội chủ nhà U20 Indonesia nằm trong số này, suất dự World Cup còn lại được dành cho đội bóng khác. Vòng chung kết U23 châu Á 2023 diễn ra vào tháng 8 năm 2023 tại Uzbekistan. Ngoài Việt Nam, khu vực Đông Nam Á còn có U20 Indonesia góp mặt nằm ở bảng A cùng với U20 Uzbekistan, Iraq và Syria. Trước đó, đội tuyển U20 Việt Nam xuất sắc vượt qua vòng loại U20 châu Á 2023. Với tư cách là một trong 5 đội bóng nhì bảng có thành tích tốt nhất, đoàn quân áo đỏ sao vàng giành được 6 điểm, hiệu số cộng 7, đứng đầu trong nhóm các đội xếp nhì bảng.